trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài sôi nổi của tuần này là kết quả cuộc bầu cử tổng thống cũng như tất cả các cuộc bầu cử từ cấp tiểu bang cho đến địa phương. Theo các kết quả ở địa phương thì cái cuộc bầu cử quan trọng nhất, sôi nổi nhất mà mọi người theo dõi trong ngay trong cái vùng trung tâm của quận Cam này là cái cuộc bầu cử và chức vụ cho chức vụ giám sát viên của đơn vị số 1, phải không? Kết quả cho đến ngày hôm nay thì như thế nào, chú Khiêm? Thì chúng ta biết tạm thời đó, thì cái giám sát viên An Lê Đỗ đó, cái tỷ lệ chênh lệch với lại bà Martinez thì tương đối là cũng khá cao, nhưng mà cái điều này nó còn tùy thuộc thêm vào những cái lá phiếu và bầu khiếm diện tới, bây giờ chưa kiểm hết. Cho đến chiều ngày hôm qua thì Sở Bầu cử quận Cam thông báo là còn 400.000 phiếu chưa đếm trong toàn cái quận Cam. Trong cái đơn vị số 1, tại vì quận Cam có đến 5 đơn vị giám sát viên, thì nếu mà chia trung bình cho đơn vị số 1 thì có lẽ còn phải chừng 70-80.000 hoặc là 50-60.000 nếu mà tỷ lệ nó thấp, số người đi bầu thấp hơn là các đơn vị khác. Cho nên với cái tình và với cái khoảng cách 6.000 phiếu mà chú Quân nghĩ là sẽ giữa bà Martinez và giám sát viên Andrew Đỗ, hai người sẽ kết quả gì vào đâu, cái khoảng cách nó càng lúc càng lớn. Tôi thì tôi cũng mong là, mà tôi đã đi theo đi vote cho ông Andrew Đỗ rồi. Tại sao? Mình thấy là nếu mà mình có quyền lợi của mình cho cộng đồng mình, tại sao mình không ủng hộ? Lẽ dĩ nhiên là bà Martinez bà hứa là bà sẽ ra với có kinh nghiệm, tôi chưa thấy bà có kinh nghiệm gì làm cho cộng đồng Việt Nam cả. Thành ra do đó nó cho thấy nếu mà ông Andrew Đỗ thắng thì là cộng đồng Việt Nam mình, cử tri Việt Nam mình có sự hiểu biết và có discipline trong cái vấn đề mà đi bầu. Tại vì nếu mình mất cái này nó không phải là dễ dàng mà lấy lại được. Thì đây là một cái người họ đã đóng góp cho cộng đồng chúng ta, tại sao chúng ta không bầu? Thì ở đây là nó cho thấy cái này. Thì nhưng mà tôi cũng mong, cái này là gỗ đây, Tyson. Thì là mình cũng mong là ông Andrew Đỗ sẽ thắng. Mong thôi, tại còn khi sau khi kiểm tra thì mình mới dám nói được cái chuyện kia. Nhưng mà đây nó cũng cho thấy là một cái chuyện hay cho cộng đồng chúng ta, tại vì phải có, dù muốn dù không, cũng như là khi dân chủ bên Hoa Kỳ đó, khi mình người ta đã đi bầu rồi là thôi, chứ không có sau đó là lộn xộn rồi chửi nhau. Tôi thấy cái đó cũng còn nhiều cái quảng cáo, tôi thấy cái là còn hơi dưới dây lưng một chút. Những cái quảng cáo này mình thấy trên TV thì họ trả tiền thôi, nhưng mà mình thấy là đó, nó cho thấy là trong cộng đồng chúng ta nhiều người còn thù dai. Mà cái này là mình ra để tranh đấu, để phục vụ cho cộng đồng. Mà phục vụ cho cộng đồng thì người nào làm nhiều thì mình ủng hộ cho họ, chứ không phải là phe phái gì hết. Phe phái thì sẽ thua. Vì đó tôi cũng mong thôi, tôi cũng mong, mình chưa dám nói, chưa có cái kết quả, nhưng mà mình cũng thấy cái đó là một. Cái thứ hai đó là lần đầu tiên Orange County từ 40 năm nay, 50 năm nay là lần đầu tiên Orange County bầu cho màu xanh chứ không phải màu đỏ. Đó là một chuyện, đó là một chuyện rất là ở Orange County, mọi người thì đúng rồi. Thì mình thấy là miền Nam nó bây giờ cũng hơi conservative hơn chút, cũng như miền Bắc đó, rồi họ đầu tiên đó là không cho cần sa, rồi bây giờ cho cần sa này kia, thì miền Nam đa số là vẫn về cái này, vẫn là conservative hơn. Mình không có ủng hộ cái vấn đề mà marijuana mà hút chơi, mình bệnh hoạn thì có, thành ra không có thể nói được. Còn cái này là lobby, là làm business. Thành ra do đó tôi cũng mong là những người cử tri Việt Nam, những người đi bầu đó, nhớ cái đó. Nếu mà chúng ta không có đi bầu, và đây nó cũng cho thấy rõ ràng năm nay vì không có ông tổng thống da đen, do đó là mấy người cử tri mà da đen không có đi bầu, do đó là thua. À, trong khi đó cả cử tri da trắng ở cái vùng quê là họ đi về, họ đi bầu.
đây là nó cho mình thấy mình ở trong một cái cộng đồng chúng ta ít người. Mà tôi thấy ví dụ như mấy cái bà tôi đi coi, ví dụ mấy cái nhà làm nhà hàng, nhà hớt tóc, mấy gì đâu có đi bầu. Cái số của mình Việt Nam mình không có đi bầu là mình mất quyền lợi. Rồi nhiều bà nói là không có, tôi không có biết đi bầu làm sao. Hôm qua tôi đi hớt tóc và kia bà nói tôi không biết. Nói, trời, biết bao nhiêu chỗ mà người ta tới cái chỗ, mấy cái chỗ mà phòng bầu phiếu hay bỏ phiếu cho gì thì người ta sẽ căn nghĩa làm cách nào để ghi tên đi bầu. Do đó cộng đồng Việt Nam, nếu mà chúng ta là thiểu số ở đây, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để vấn đề đi bầu. Nhiều người đó không có đi bầu, tôi biết là nhiều người không có đi bầu, thành do đó mình sẽ có thể là thua mễ ở đây đó. Mà mất chức này nó thì là sẽ khó mà lấy lợi lắm. Do đó là tôi chỉ nói là vậy, bây giờ cũng vậy hết. Mình cũng cái đầu tiên mình khen một số người, tôi ở trong cái chỗ đó thì cũng nhiều, rất là nhiều phụ nữ mà lớn tuổi quá senior đó, thì họ đi bầu hết, nhất là họ bầu bằng lá phiếu mà gửi bằng absentee ballot đó. Trong khi những cái người mà đi làm ở nhà hàng, tôi đi ăn tôi hỏi họ có đi bầu không, không đi bầu. Rồi tôi hỏi cái bà hớt tóc tôi ngày hôm qua có đi bầu không, không đi bầu. Không có được. Cái này là mình phải cố gắng, chắc các cử tri Việt Nam mình phải cố gắng. Nếu mà không đi bầu là chúng ta mất quyền, cũng như là mấy anh da đen hay mấy anh mẻ. Thì do đó chúng ta không phải chúng ta kỳ thị, nhưng mà chúng ta muốn cộng đồng mình được nhiều cái hưởng lợi thì chúng ta phải đi bầu. Mấy bà cụ đó thì đi bầu liền, bà hiểu tại sao, là tại không có này sẽ bị mất những cái quyền lợi của họ, thành ra họ đi bầu. Trong khi mấy cái người đi làm còn trẻ, còn đi bầu được, còn lái xe được, mà không chịu đi bầu. Mà không chịu đi bầu thì có thể đi bầu bằng lá phiếu khiếm diễn. Tại sao không làm cái đó? Thì tôi muốn là encourage, tôi muốn kêu gọi Việt Nam, các người Việt Nam mình tham gia nhiều hơn trong cái cuộc bầu. Mình có thể bầu bên này hay bên kia, không có ai cấm mình, không có ai nói, nhưng mà nếu mình muốn quyền lợi thì mình được bảo vệ thì mình phải tham gia nhiều hơn. Luật sư Nguyễn Quốc Lân có viết một cái bài viết và đưa lên báo vào ngày cuối cùng trước ngày bầu cử, tổng kết lại cái thành tích và tỷ lệ tham gia của cử tri Việt Nam mình ở Orange County trong nhiều năm qua. Thì trong cuộc bầu cử tổng thống cuối cùng 4 năm trước, năm 2012, theo Political Data, tài liệu của Political Data, thì cái tỷ lệ mà tham gia bầu cử của những cử tri mang cái họ Việt Nam là khoảng chừng 55% của tổng số cử tri. Con số nó thấp hơn là con số của toàn quận Cam là 65%, tức là người Việt Nam vẫn underperform. Chú Quân và chú Khiêm đoán cái kết quả, mình chưa biết được cái con số thực sự của kỳ bầu cử năm nay, nhưng hai chú đoán là cái tỷ lệ tham gia năm nay nó cao hơn không? Tôi nghĩ trước hết tôi không biết rồi, mà nghe là cái tôi nói cái phần của tôi, nhưng mà để cho ông Khiêm, nhưng mà tôi thấy là cái tôi đã nói rồi, là cái người đại diện mà dân Á Châu đó thì họ nói là cái tham gia cái là 70%. Mình phải so các cái cử tri Á Châu đi tham gia 70% trong cái cuộc bầu phiếu toàn quốc, nhưng mà lẽ nhiên toàn quốc. Nhưng mà mình phải quên là có người Ấn Độ, người Tàu, người Philippines, Đại Hàn và Việt Nam, Nhật Đại Hàn và Việt Nam. Thì tôi thấy Việt Nam mình bao giờ cũng underperform. Tôi chỉ đi là một vòng trong là thành phố Westminster, thì tôi có hỏi, thì tôi nói là tôi hỏi cái bà hớt tóc cho tôi ngày hôm qua, bà nói không, tôi không có đi bầu, tôi đi ăn cũng vậy. Thành ra mình, do bà nói là bà không biết, tôi nói là không, tại vì người ta không có để ý. Và cái đó là một cái mình sẽ lỗ thôi, tại quyền lợi của mình mà mình không biết giữ. Thì tôi không biết ông Khiêm nói nghĩ sao. Theo nhận xét chung của chú, qua những người hàng xóm, những người làm việc chung với mình, chú nghĩ cái tỷ lệ nó sẽ cao lên? Cái tỷ lệ của Việt Nam tới giờ này nó vẫn chưa tiến được bao nhiêu, bởi vì chúng ta biết một điều là người Việt Nam sang đây ấy, nhiều khi không để ý nhiều tới vấn đề chính trị, mà quên một điều là nếu bây giờ mình không để ý tới cái đó thì quyền lợi mình, cái quyền lợi của mình sẽ không được hưởng nhiều. Những người mà tới đây trước lâu rồi đó, người ta nói chuyện về những cái công ăn việc làm của họ so với bây giờ đó, thì bây giờ nó dễ dàng hơn, từ cái việc xin giấy phép này nọ kia, mỗi một lần nó từ dễ, và người ta được tiếp xúc với lại những cái người Việt Nam mà làm những công việc đó ở trong cơ quan hành chính, người ta thấy rõ ràng là có người Việt Nam nó có lợi cho họ, bởi vì cái quyền lợi của họ, họ hiểu rõ làm như thế nào.
Nhưng mà nhiều người không hiểu cái đó, vì lý do bị như là đánh phá về phía này phía nọ, rồi cuối cùng bảo rằng tôi có bầu chăng nữa thì nó cũng không lợi gì cả, không hy vọng gì cả. Và bây giờ cái người nào cũng như nhau, thực ra nó khác nhau hoàn toàn. Nếu mà cử tri biết nhìn vào so sánh những cái thành tích của những người này người kia thì nó khác hoàn toàn. Nhưng mà vì cử tri của Việt Nam đa một phần lớn đó là bị đánh hỏa mù và cuối cùng không biết, và cuối cùng thì người ta lại cũng không đi bỏ phiếu, và đó là cái điểm mà bất lợi cho cái cộng đồng của mình. Cho nên vì cái việc mà gọi là phá phách, đánh phá ở trong những cộng đồng do những người mà không có ý thức được, nó là điểm không lợi cho sự phát triển về dân chủ cũng như quyền lợi của người Việt Nam tại đây. Và cái này cũng là cái gương để cho những người trong nước, người ta nhìn thấy, người ta nhìn thấy gì, người ta phải nhìn thấy cái cộng đồng ở ngoài ngoài nó tốt, thì lúc đó người ta mới bảo là à, sang Mỹ nó cái người Việt nó tiến bộ hơn ở trong nước vì chế độ bưng biết. Đó là điều mà chúng ta nên để ý tới. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này, và chúng tôi sẽ trở lại trong tuần tới với tất cả với một chương trình tổng kết tất cả các kết quả của mọi cuộc bầu cử từ cấp tổng thống cho đến địa phương sau một tuần lễ kiểm phiếu, và chắc chắn là lúc đó những con số sẽ chính xác và chúng ta sẽ có nhiều cái tài liệu để phân tích thêm. Xin hẹn gặp quý thính giả. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.